Và cái mẫu mà bác lựa chọn là cái mẫu cửa võng ngũ phúc hóa mai. Thì theo như chia sẻ của bác thì hiện tại ở gia đình thì cũng đang thờ một chiếc sập thờ mai điểu. Nên là bác muốn lựa chọn cái mẫu nào mà nhìn nó nhẹ nhàng và nó bắt mắt một chút. Thì thưa các bác, để mà sắm toàn bộ một cái bộ nội thất phòng thờ từ đường nhà thờ họ thì không phải gia đình nào cũng có thể đáp ứng được trong cùng một lúc. Đấy, thì hôm nay thì em Linh sẽ chia sẻ cho bác một cái bộ đại tự và một bộ cửa võng. Đây là cũng là một tâm nguyện của bác khách ở Hải Dương. Đấy, thì bác có chia sẻ. Thì trước đây thì gia đình cũng đã sắm một cái bộ bàn thờ rồi. Đấy, và vì là cái điều kiện nó không cho phép nên là bây giờ thì bác mới có thể sắm tiếp được cái gian bên ngoài là cái bộ cửa võng và một cái đại tự như thế này, để chia sẻ với các bác với các cái gian thờ nội thất phòng thờ từ đường, đặc biệt là với cái gian thờ nhà ba gian. Đấy, các bác có thể tham khảo nhé. Thì đối với các cái gian thờ thì bao giờ thì em Linh thấy thì các bác vẫn là ưu tiên với những chiếc sập thờ đầu tiên để mà thờ ông bà gia tiên. Còn ngoài ra thì những bộ cửa bóng và những bộ đại tự như thế này thì các bác có thể sắm sau cũng được, cũng như là bác khách ở Hải Dương. Thì hôm nay thì bác có đặt nhà em Linh một bộ cửa bóng đục theo mẫu là ngũ phúc hóa mai các bác. Thì cái mẫu này thì em làm là hàng ba cung. Thì với cái mẫu này thì theo như chia sẻ của bác là bác làm là hậu lâu ở bên trong, nên là bác muốn làm ba cung thì nhìn nó sẽ thoáng hơn so với cái kiểu mà làm chiêm mờ các bác ạ. Và cái mẫu mà bác lựa chọn là cái mẫu cửa võng ngũ phúc hóa mai. Thì theo như chia sẻ của bác thì hiện tại ở gia đình thì cũng đang thờ một chiếc sập thờ mai điểu. Nên là bác muốn lựa chọn cái mẫu nào mà nhìn nó nhẹ nhàng và nó bắt mắt một chút. Thì với cái bộ cửa võng này thì bác làm là dài là 2m54. 2m54 là tính từ mép cột bên này sang mép cột bên kia các bác nhá. Và là hàng là ghép đôi và là dày 5 phân. Đấy, cái tổng đuôi này là em làm cho bác là tổng đuôi là 1m76. Với cái sản phẩm này thì em làm bằng chất liệu gỗ hương đá và được làm chạm khắc và thủ công bằng tay. Thì nhiều bác cũng chưa biết là cái bụng ghép đôi, thì em chia sẻ với các bác là thường là cái bụng ghép đôi là em chắp một miếng ở phía dưới này, thì nó cũng giống như là hàng quân tư, nó liền suốt một tấm từ bên này sang bên kia, và thường là cái bụng dưới này là sẽ là ghép thêm một miếng nữa các bác nhá. Ví dụ như là của bác khách ở Bắc Ninh này, đấy thì bác làm là bụng 67, đấy các bác ạ. Thì thường là cái bụng dưới này thì em sẽ chắp, còn một miếng ở trên này nó rơi vào khoảng 40-45 phân gì đó. Đấy, còn ngoài ra thì với cái phần đuôi này, tổng đuôi là 1m76, là tính cả thân cửa võng cho đến cái mép cuối cùng của đuôi này là 1m76. Và thường đuôi là em sẽ làm là đuôi liền các bác nhá, đuôi liền dày 5 phân, còn toàn bộ những cái phần nổi này là phần chắp rồi. Đấy, chia sẻ với các bác như vậy. Thì đối với các gian thờ thì các bác có thể sắm từng mục một cũng được, tùy vào cái điều kiện kinh tế của gia đình sao cho nó phù hợp các bác ạ. Và tiếp tục trong cái bộ nội thất phòng thờ của gia đình bác thì phía bên trên thì bác có đặt em Linh một bộ đại tự lồng thứ tư và đôi bên đối diện trên tư lãng. Đấy, thì theo như là chia sẻ của bác thì phía bên trên là bác là làm gian thờ là hậu lâu các bác ạ, nên là bác có xây tường gần như là kín hết bên ngoài, còn hậu lâu là sẽ nằm ở bên trong, nên là cái cửa võng này là sẽ nằm ở phía rìa bên ngoài của hậu lâu, còn bộ đại tự này sẽ là treo ở bên trên. Đấy, thì chia sẻ với các bác thì đối với các cái gian thờ nội thất phòng thờ từ đường thì nó có hai dạng như em vừa chia sẻ cho bác, là một là các bác là hậu lâu, còn với các cái gian thờ nhà ba gian thì thường là ở phía bên trên quá gian thì nó sẽ có một khoảng trống để mình treo đại tự ở bên trên các bác nhá. Thì thông thường thì với những bộ đại tự như này thì bao giờ em Linh cũng sẽ thiết kế làm ngắn hơn cửa võng để khi mà nhìn vào thì nó sẽ cân đối hơn các bác ạ. Đấy, nhiều bác lại hỏi là tại sao là không làm bằng với cái cửa võng để cho nhìn cho nó phù hợp, thì em cũng chia sẻ với các bác là với những bộ đại tự như thế này thường là sẽ làm ngắn hơn để cho hai bên nó có khoảng trống, thì khi mà nhìn vào thì mình sẽ có cái độ thoáng các bác ạ. Với cái bộ đại tự này thì em thiết kế cho bác là khuôn vỏ mang này là bao quanh này là dày 70, đặc biệt là cái ván bên trong là dày tới 4 phân các bác, dày 4 phân và toàn bộ là bên trong này là em đục tay hết các bác nhá. Đấy, đục tay và chạm khắc nổi lên này. Chữ thì là chữ phổ thông thì bác làm chữ Đức Lưu Quang, đấy, chữ Nho Dịch Việt trên nền gấm chữ vạn các bác ạ. Thì đối với những bộ đại tự như thế này, còn nếu như mà cái diện tích mà cái chiều ngang nhà các bác mà rộng, đối với các bác nhà ba gian nhà cột ấy, thì các bác còn có thể nghiên cứu thêm là làm những cái tam sơn ở bên trên để nó làm to cái phần chiều ngang cũng như là cái chiều rộng của cái đại tự ra, thì khi mà treo lên thì nó sẽ cân đối và nó giảm bớt cái khoảng trống đi các bác ạ. Đấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái kích thước của các bác để đưa ra cái đại tự sao cho nó phù hợp các bác nhé. Ngoài ra thì với cái chia sẻ với em Linh lúc đầu thì nhà của bác là hậu lâu và phía bên ngoài là gần như là bác sẽ làm bằng hết,
nên là bác đặt em Linh là câu đối, là câu đối vuông chứ không phải là câu đối lòng mô ôm cột như là những cái gian thờ nhà Ba Giang các bác nhé. Thì với những câu đối vuông như thế này thì em làm với kích thước là rộng 28 và dài 1m97. Cái tấm này là em làm liền tấm dày 5 phân. Đấy, để chia sẻ với các bác như vậy. Đấy, để các bác có thể nghiên cứu trong cái không gian nội thất phòng tờ từ đường nhà mình. Đặc biệt là các bác nào mà vì điều kiện kinh tế thì mình sắm từng cái quán một, bác có thể nghiên cứu được ở trong không gian phòng tờ thì mình cần thêm những gì các bác nhé. Đấy, thì đối với các cái sản phẩm bên nhà em Linh làm thì đa số chủ yếu hiện nay thì sẽ làm các chất liệu gỗ hương đá này, gỗ bó đỏ. Và ngoài ra thì đối bộ em vẫn làm. Đặc biệt thì các bác cũng muốn làm các cái sản phẩm của mỗi rổ và mỗi chúng ta thì em vẫn đáp ứng được. Tuy nhiên là thời gian nó sẽ dài hơn một chút. Và em sẽ chỉ nhận sơn son tiếp vàng đối với hai dòng gỗ là Vita và mũ rổ cho các bác nhé. Đấy thì chia sẻ với các bác như vậy để các bác có thể tham khảo thêm trong cái không gian phòng trò của mình. Đấy thì các bác có câu hỏi nào cần em đi tư vấn thì có thể comment ở phía dưới. Và đặc biệt thì bên nhà em Linh vẫn đến trực tiếp nhà các bác để đo đạc cái tư vấn và thiết kế không gian phòng trò cho các bác. Thì em Linh xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi.